mọi người. Hôm nay Hằng được nghỉ không phải đi quay, nên là hôm nay Hằng bật mí gian bếp nhà Hằng cho mọi người xem nha. Tuy là gian bếp khá nhỏ thôi nhưng mà tất cả những vật dụng trong nhà bếp đều có đủ hết luôn đó. À, một cái vật dụng mà không bao giờ thiếu đối với gian bếp nhà Hằng đó chính là tèn tèn tèn, tủ lạnh. À, mấy bạn biết không, bởi vì công việc của mình là diễn viên á, nhiều khi mình không có thời gian đi chợ. Nhiều khi mình mỗi một lần mình đi chợ là mình đi chợ cho một tuần hoặc là 10 ngày, đôi khi là 2 tuần lễ luôn. Nhưng mà những cái đồ ăn mà Hằng để trong tủ lạnh không bao giờ bị hư. Thịt cá rất là tươi và đặc biệt là rau lúc nào cũng xanh mương mướt hết trơn á. Nói về xanh mương mướt, nói về đồ tươi chắc chắn sẽ có mình sự xuất hiện. Xin chào tất cả mọi người. Em đang live stream, em đang live. Like cái gì mà like tắt đi. Bây giờ em đang tới nhà anh rồi. Khẩu vị ngôi sao Trình Ình đây này. Đừng quên rồi. Trời ơi, chào mọi người nha. Bye bye mọi người nha. À, trời ơi, ra đây. Trời ơi, tới nhà tôi rồi mà cứ ngỡ là nhà mình phải không? Anh biết sao, tại vì ở đây đẹp quá. Nên là em muốn live stream với mọi người. Em cứ tưởng là em đang nhà em. Ước mơ của em có gian bếp như vậy. Đầy đủ tất cả mọi thứ. Và xin được chào mừng Phương Hằng cũng như tất cả quý vị và các bạn khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Wow, Hằng ơi, chương trình của chúng ta thì được phát sóng vào lúc 17:50 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Em có coi HTV7 không? Dạ có. Biết chương trình không? Dạ biết. Vì lý do đó hôm nay tới đây có đúng không? Dạ đúng. Và bên cạnh đó, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ mang lại một bữa tiệc phải nói rằng là rất là những món thịnh soạn dành cho Phương Hằng và quý vị khán giả. Hãy cùng nhau chờ đợi vào cuối chương trình nhé. Hằng, cảm giác khi đến với chương trình như thế nào? Hồi hộp lắm anh. Được ăn thì thấy làm sao? Nói chung là được ăn đủ nè, ngủ đủ là em vui rồi anh. Vậy mình hả? Mới có sức để làm nghệ thuật. Tưởng đâu ước mơ của Hằng đó chính là một diễn viên nổi tiếng, là một bác sĩ rất là thành đạt. Anh hoặc à, là như nào đó ai dè, ước mơ của Hằng là được ăn là đủ. Bây giờ anh không ăn anh có sức để làm không? Chính xác, sức khỏe là trên hết. Vậy thì ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của chương trình, đó chính là khám phá khẩu vị ngôi sao. Phương Hằng. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và lúc đầu đó thì Hằng cũng đã giới thiệu trong cái đoạn livestream ngắn của mình về cái chiếc tủ lạnh. Vậy thì Đỗ Hằng, chiếc tủ lạnh này có tính từ gì? Nói về nó. Em muốn gom lại hết được không? Đó chính là một từ thôi, là tuyệt vời. Tuyệt vời. Xin được giới thiệu chiếc tủ lạnh quyền lực. Nào, khoác tay vô, hai anh em chúng ta đi khám phá thôi. Đây, xin giới thiệu với Hằng, đây chính là chiếc tủ lạnh quyền lực. À, công dụng của nó là bên trong sẽ chứa rất là nhiều sự quyền lực và hấp dẫn. Em muốn mở ra coi liền quá à. Em phải vuốt nhẹ nó ba cái, đúng rồi. Giống như thần chú vậy. Đúng rồi, xong chưa, vuốt nhẹ chưa? Giờ mở nha, 1, 2, 3, mở ra. Wow, tất cả các loại thịt cá luôn ha. Em có thích ăn món này không? Không phải là thích mà là rất thích. Tại sao rất thích? À, anh nhìn nó có vẻ là bình dân đúng không? Ừ. Nhưng mà nó gắn liền với tuổi thơ của em. Wow, kể nghe. Ủa, nghe thiệt không? Nghe thiệt chứ. Em kể anh nghe nè. Tại vì khi mà em học cấp 1 á, đặc biệt là lớp 1 và lớp 2, thì trước cửa trường của em là có một cái xe cá viên chiên mà tới thời điểm này họ vẫn bán nhanh. Nên là mỗi lần em đi ngang qua, em với ba em phải nhắc về cái kỷ niệm tuổi thơ của em. Gắn liền với ba. Dạ. Lúc nhỏ thì nhà em khá là nghèo. Thì giống như mỗi lần mà đi học ra thì hay nói với ba là ba ơi con muốn ăn cá viên chiên. Nhưng mà lúc đó mình từ nhỏ đã định hình là nhà mình khó khăn rồi. Em nhớ lúc đó là hình như bán 3.000 hay 4.000 một cây á. Sau đó thì ba mua một cây, nhưng mà mình cứ chấm tương mình ăn cho mình thỏa cái cơn thèm lúc nhỏ của mình thôi. Nhưng mà tới em ăn cục thứ ba, em hết đem đầu em nghĩ là ủa tại sao mà ba chỉ mua có một cây cho mình ăn, ba không ăn, hay là do là ba không có tiền, ba hết tiền rồi mà ba thương mình ba mua cho mình vậy đó. Là em nói thôi ba ơi con ngán mà con không ăn nữa đâu. Nhưng mà thật ra rất là thèm luôn á. Nhưng mà như là mình, tức là em rất là thương ba mẹ em từ nhỏ tới lớn rồi. Sau là gần như là 20 năm hơn rồi, cứ mỗi lần mà đi ngang cái xe cái chiên đó em vẫn vào đó ăn. Đó là cái kỷ niệm của em với ba em. Hy vọng rằng là với thời điểm hiện tại này thì mọi thứ nó rất là phát triển và hiện đại rồi, thì cả gia đình em sẽ có những cái món ăn khác mà nó có những cái kỷ niệm đẹp khác. Rau thì em thích ăn những cái loại rau nào? Rau hả, thì em thích ăn rau muống nè. Rau muống có nha. À, xà lách nè. Xà lách có luôn nha. Bắp cải có luôn. Cải thảo có không? Cải thảo ở trong đây có luôn. Trời, hay quá vậy. Đây rồi, đông đủ luôn. Nên ăn rau nhiều, nó tốt cho sức khỏe, đúng chưa? Rồi thôi mình đóng lại đi, mình mở tủ lạnh nhiều. Sao quá, tại đứng mát quá. Đúng rồi, mát cái hơi mát quá luôn. Nhưng mà bây giờ cái người mà nấu ăn cho em mới là quan trọng nhất. Hồi đó giờ là ai hay nấu cho em? Mẹ em. Ai nữa? Chồng em. Ai nữa? Em không bao giờ tự nấu. Nhưng ngày hôm nay sẽ có những người khác nấu ăn cho em.
Ai vậy hả anh? Đó chính là fan hâm mộ của em. Wow. Cái cảm giác của em như thế nào? Tự nhiên mình cảm thấy là mình bị xúc động. Ừ. Dạ đúng rồi, tại vì thường các bạn fan hâm mộ thì mỗi lần mình đến cái chỗ mình diễn thăm mình đó thì hay là mua trà sữa nè, hoặc tặng những cái đồ lưu niệm thôi, chứ chưa có ai mà đích thân nấu một món ăn kem ăn hết trơn. Vậy thì ngày hôm nay đây là một món quà đặc biệt nhất dành tặng cho em. Chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo được mang tên Gặp gỡ thần tượng. Chúng tôi đã có mặt tại chuyên mục mang tên là Gặp gỡ thần tượng. Đây không phải talk show đâu nha. Ngồi như vậy thôi. Yeah, nhưng mà chúng ta sẽ nói về nghệ sĩ thần tượng và người hâm mộ. Ngày hôm nay sẽ dành tặng cho Phương Hằng hai người bạn rất là dễ thương, cũng là con gái luôn. Đó, hy vọng rằng là với cái tài nấu ăn của hai bạn sẽ giúp cho Phương Hằng có thêm một cái khẩu vị mới. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón hai bạn người chơi rất là đáng yêu. Đó chính là bạn Kim Cao và Thanh Huyền. Đó, dễ thương chưa? Hâm mộ nè, đó. Rần lên, đúng rồi. Trời ơi. Nãy giờ nghe anh nói là hai bạn nữ mà ra đây hai bạn xinh mới muốn gì giùm em luôn rồi đó. Không có, vậy thôi, về bển đi hai đứa để làm gì đây. Dạ, mời hai bạn ngồi. Làm như nhà mình, con bé này dễ thương. Hai cô gái này, anh tin rằng là với cái phong cách ăn mặc thì sẽ có cái cách nấu ăn hoàn toàn khác nhau luôn. Đó, em nó đoán thể hiện qua cái phong cách. Em đoán đi. Bạn bên trái, cho thằng hỏi là bạn tên gì ạ? Em là Thanh Huyền ạ. Bạn Huyền. Thì em nghĩ là bạn nó sẽ có món ăn gì đó mà phá cách chút xíu. Phá cách. Đúng rồi. Còn bạn bên phải là bạn Kim đúng không ạ? Dạ. Bạn Kim thì sẽ có cái món ăn gì đó mà cảm thấy là nó sẽ mang cái phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Đó, qua cách trang phục hai bạn mặc. Xin mời hai em trả lời câu hỏi. Có đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ, gần đúng rồi ạ. Gần đúng và đúng, coi như là cũng được 99% rồi đúng không? Rồi, hai bạn thân mến, giới thiệu nhiều hơn về mình đi. Xin chào Hằng và anh Minh. Kim làm trong một cái công ty chuyên về sản xuất răng sứ và sản xuất đi về tất cả các nước về châu Âu. Nói chung là mình mê Phương Hằng nhiều lắm. Tới nỗi là tối mà phim vừa chiếu là mình coi, đêm nào cũng coi tới khuya mới xong. Thế đã gặp Phương Hằng ở ngoài bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên mình gặp Phương Hằng. Lần đầu tiên luôn. Thấy sao ngoài hình, ở trên hình với lại ngoài đời thấy như thế nào? Ở ngoài đẹp và dễ thương và thân thiện hơn rất là nhiều. Trời, ấm lòng quá anh. Thôi nén lại để mình để dành ở phần sau. Còn xin mời bạn Huyền giới thiệu tí xíu. Em là Thanh Huyền và hiện em 20 tuổi, em là sinh viên. Nghi quá, thường thường nha, anh cũng sinh viên nè. Thường thường là anh nấu gì biết không? Không phải, nấu canh. Nấu canh trước. Nhưng làm mà anh gì? Có nêm đầy đủ không? Tất nhiên, nêm đầy đủ làm gì? Nấu một nồi canh bự, xong rồi mới bỏ mì gõ vô. Ăn cho nó gọn, nó tiện. Em cũng nấu canh nhưng em không bao giờ nêm đầy đủ. Em toàn là chấm với nước mắm không mà, tại vì em không có biết nêm. Thôi ăn vậy cũng được, cũng tốt cho sức khỏe nó. Thanh đạm. Các bạn thân mến, các bạn đã chia sẻ rồi. Ngay bây giờ, Phương Hằng sẽ là người chia sẻ ngược lại với các bạn. Nhưng các bạn sẽ phải đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ đến với 60 giây hỏi đáp thiệt nhanh. Các bạn hãy nắm bắt cơ hội này của mình. Muốn hỏi gì hỏi. Còn em chỉ có quyền trả lời thôi. Phải thật lòng đúng không anh? Thật lòng, không được quyền từ chối. Rồi, 60 giây hỏi đáp nhanh, bắt đầu. Chị thấy mình xinh đẹp nhất khi nào? Khi mà chị được make up như thế này. Vai diễn nào mà chị ấn tượng nhất? Có hai vai là hai vai Thứ Ba Học Trò và Gạo Nước Gạo Tẻ. Thế chị xấu nhất khi nào? Chính xác là lúc mới ngủ dậy á. Bạn thích cái gì nhất? Thích ăn. Thích ăn nhất. Chị ngủ chị có ngáy không? Không bao giờ. Thích màu gì nhất? Thích màu trắng. Thì tật xấu của chị là gì? Nói nhiều và đứt nhay. Dạ, em thích điều đó. Hết giờ, nhờ cái nhay của chị mà hết giờ luôn đó. Các bạn cũng đã rất là nỗ lực đặt những cái câu hỏi rất là hay, rất là cá tính luôn, đúng như cái tinh thần của các bạn. Chưa bao giờ ai biết em nhay á anh. Thế hả? Dạ. Ngày hôm nay hàng triệu các bạn khán giả sẽ biết em nhay. Không, lên hình em quả là rất là chín chắn và điềm đạm. Nhưng ở bên trong, đằng sau đó là một con người rất nhay, kính thưa tất cả quý vị. Với cái sự nhay này, biết đâu được em sẽ giúp cho hai bạn ở phía dưới có thêm nhiều sự gợi ý, bởi vì chúng ta sẽ đến với một trò chơi để gắn kết nhiều hơn về thần tượng và những người hâm mộ khi tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Trò chơi mang tên là Đoán Tên Thực Phẩm. Luật chơi tại trò chơi này như sau. Phương Hằng sẽ nhìn vào màn hình của chúng tôi ở đằng sau lưng hai bạn người chơi. Thực phẩm nào hiện lên, Phương Hằng sẽ dùng lời nói của mình để diễn tả, có thể bằng hành động cũng được. Nhưng lưu ý, không được sử dụng từ đồng nghĩa tiếng Anh trong quá trình mình gợi ý, không được gợi ý trùng với từ khóa của chúng tôi. Chúng ta chỉ có 90 giây cho những từ khóa ngày hôm nay và hy vọng rằng là các bạn người chơi của chúng ta sẽ phải trả lời thật là nhanh. Nghĩ cái gì, nói cái đó, chính xác thì Minh Sù sẽ công bố. Rồi, và bây giờ 90 giây bắt đầu. Cái gì mà bảy nổi ba chìm với nước non? Bánh trôi nước. Chính xác.
nằm trong cái bịch mà mấy quán nhậu người ta hay đi ra á, sao mà cắn ngay cái rớp đậu phộng chưa chính xác, to hơn chút xíu, màu nâu nâu hay trẻ chính xác dưới nước nha. Cá nở gì nở cá hoa. Cá gì cá bông lau chính xác chọn nghêu hấp nghêu xả xả ta hay cái gì cà rốt củ cải củ đúng rồi ghép hết chữ lại củ cái gì cà rốt rồi nghêu hấp gì nghêu hấp thái nghêu hấp xả không cái gì cà rốt nè củ nghêu hấp gì nghêu hấp thái nghêu hấp xả là ghép hai chữ lại giùm em à, củ cải lại nghêu cải củ cải không hai từ thôi củ xả chính xác. Món khai vị ở mấy cái bữa tiệc cưới mà thấy ăn á chị à, nó mềm mềm lỏng lỏng hay hả à, xá lụa đúng rồi một chữ sau nữa à, bắp cua chính xác. Cái con này nha, con này dưới nước nha. Rồi xong rồi biết mâm gì mâm cơm cá cơm đúng rồi trời ơi hấp dẫn mà tới nỗi mà trời đổ cơn mưa luôn đó. Cái này khó nè, rất là mịn à, bột đúng rồi à, xiên gì năng bột năng hay quá trời khóc vì bạn rồi trời. Không phải là một mình Minh Dù cảm thấy bất ngờ đâu, mà là tất cả mọi người, quý vị khán giả cũng bất ngờ. Tỷ số hiện nay như sau: 7-0 nghiêng về bạn Thanh Huyền. Một kết quả khá là lo sợ cho bạn Kim đúng không? Bạn đoán không được hay sao? Không, mình đoán không được. Không sao cả, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần tiếp theo mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chị Phương Hằng là giống như là một cái vai tuổi thơ của em trong phim Thứ Ba Học Trò, trong vai lớp trưởng, em rất thích cái vai đó. Tại vì em cũng từng là lớp, em cũng là một cái vai trò lãnh đạo nên là cái vai đó để một ấn tượng trong em. Mình biết Phương Hằng qua một số bộ phim đóng, nhất là Nhất Quỷ Nhì Ma, và gần đây nhất là mình thích Phương Hằng trong cái vai Út Minh trong Cậu Nhất Đồ Tẻ. Minh Dù và Phương Hằng xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đây chính là ngôi sao của chúng tôi ngày hôm nay, Phương Hằng. Nhưng buồn hay không buồn, ngon hay không ngon là thuộc về hai bạn trẻ ở đằng sau lưng đó. Hai bạn thân mến, ngày hôm nay hai bạn sẽ nấu cho Phương Hằng món gì? Xin mời bên đây Thanh Huyền trước tiên. Em sẽ nấu món nuôi xà bò sốt cà chua. Nuôi xà bò sốt cà chua, ngon quá vậy ta. Em rất thích món này luôn ha. Em thích nhất ăn cái gì ở trong cái món này? Em ăn nuôi vạn bò. Ăn nuôi vạn bò. Ừ, để nghĩ xem cái bếp có gì nha. Mà không biết, em chuẩn bị thịt bò kỹ lắm, giờ không thấy luôn rồi. Không có thịt bò. Trời, không biết là nuôi chay hay sao ta. Em ơi, hay là ăn nuôi xào chay được không? Không, có bò mới ngon anh. Bò mà phải hả? Chấm chút xíu muối tiêu hoặc là tương ớt vô nữa. Bà chị chay, hỏi tâm nguyện của bạn đi, bạn có muốn bò xuất hiện lại không? Em muốn, em thắng rồi, chị lấy thịt bò em. Đó rồi, bạn ấy đã có nguyện vọng là mong muốn. Nhưng bạn đó vừa mới thắng kìa. Chính xác là em sẽ bị lấy bò luôn. Đúng rồi, lấy cả hai mà. Còn bên đây thì sao? Cô gái ơi, Kim buồn, ơi. Buồn quá. Kim chuẩn bị món cho Hằng là bún giò heo. Mà bây giờ không thấy thịt heo đâu hết. Hằng ơi, thịt bò một bên thiếu thịt heo nghe. Nhưng đang ăn chay anh ơi. Em có thích ăn chay không? Em thì có thích ăn chay nhưng mà hôm nay em đang bị cảm nè. Nên em cần phải ăn để bổ sung cái năng lượng với cái hết cảm. Bây giờ làm sao đây, mình thua mà mình đâu trời có được năng nỉ liệu. Hằng ơi, năng nỉ làm sao cho hai chị em thương thảo đó. Hằng ơi, dạ. cứu Kim với. Em sao bây giờ chị, em sẽ cố gắng hết sức thôi chứ vậy. Thôi cố gắng giúp dùm Kim với. Anh mắt nhỏ với em nghe. Bên kia thấy không, thấy chứ tiệm tạp quá không. Em thấy luôn dĩa thịt kìa. Đó, hàng xóm nhà mình có rất là nhiều loại thực phẩm luôn. Bây giờ em phải tràn qua đó làm đủ mọi cách cho anh. Gặp anh ba mưa nắng. Anh dễ thương lắm. Dễ thương lắm hả? Dễ thương. Nghi lắm. Không, nghi lắm. Rồi, chàng qua đó nhón qua có ảnh không? Lụm luôn. Lụm luôn. Rồi, thôi đi, nhón qua thôi nha. Kiên lên ăn cơm. Ăn cơm bạc nhà ta. Hey! Làm gì đây? Trời đất ơi. Tại sao vậy hả? Một tiểu thơ đài cát như thế này, một cô bé xinh đẹp như thế này. Dạ, em chào anh Thuận. Thuận nào? Anh ba mưa nắng. À, anh ba nắng mưa mưa gió. Sai rồi, thôi đi về. Đi về, để tôi đang cho kiến ăn. Đó. Ông trời như muốn gợi ý cho em. Gợi gì? Anh ba mưa nắng. Sao? Dạ, thật ra thì hôm nay em qua đây là để đầu tiên là em chào anh. Sao qua đây có chuyện gì không?
Dạ thật ra thì em qua đây để em xin. Xin gì? Ở đây không có cho. Em mượn. Mượn cũng không có cho luôn. Thích là tặng. Thấy không? Bởi vậy anh có thích em không? Không, không thích lắm. Không thích con gái. Hả? Không có. Anh không có thích mà con gái đường đột vô nhà của tôi. Em tưởng anh không thích con gái thì em nhờ người tóm khác. Lại, cô qua đây cô định lấy một món đồ đúng không? Em mượn, em đến chính là em không có lấy em. Nào, món nào? À, nãy giờ tôi thấy cô địa hai món này là tôi biết cô thích hai món này đúng không? Nhưng cô nên nhớ cái format của tiệm tạp hóa của tôi là gì? Muốn lấy những món này là phải vượt qua một thử thách của tôi. Đây sẽ vượt qua một thử thách. Trong 5 cái bánh ốc quế này, có 2 cây trong đó có vị ớt, có 1 cây trong đó có vị tiêu, 1 cây trong đó có vị phô mai và 1 cây trong đó là chất liệu nguyên thủy. Nếu như em ăn 1 cây, em sẽ mang về 1 món cho bạn của em. Em ăn 2 cây, em sẽ mang về 2 món cho bạn của em. Em ăn 5 cây, em mang tôi về nhà cũng được. Em muốn ăn mấy cây? Em thì em lỡ hứa với hai bạn là em sẽ ăn 2 cây rồi. Đúng vậy, như vậy là em không ăn 5 cây được đúng không? Mời em. 2 cây có hương ớt. Em coi em. Không được coi. À, lỡ cầm là phải chịu luôn ha. Ăn luôn đi. Hai bạn thấy là hành hy sinh. Đây, hai món này em thích món nào? Bởi vì trong cái thử thách trước đó là bạn mà thiếu thịt bò, bạn đó thắng trước rồi, nên là dù như thế nào em cũng phải mang thịt bò về cho bạn đó trước. Đây là thịt bò, không có thịt trâu. Dạ. Ăn đi. À, ăn bánh cho phải. Đúng rồi, ăn đi. Ăn cho hết nha. Nó mặn mặn với anh. Ăn đi. Ăn đi. Em nói là cái bánh này phải ốc quế đâu. Ở cái đầu còn chét cái gì nữa đó. Bánh ốc quế hương phô mai và ớt. Mày là tự chét vô nè. Kệ tôi. Siêu thị người ta không có chét. Tôi 30 nắng mà. Đây tôi là 30 nắng. Tôi là tiệm tạp hóa chứ không phải siêu thị đâu. Chị mang được 1/3 cây. Ăn lẹ lên. Em vẫn ăn được mà. Không. Ăn hết nguyên chứ. Còn cây đó ai ăn? Ăn. Cho em mượn đi này cầm thủ thế chứ. Uống nước đi. Rồi. Thiệt á. Nhả một cái là đi về nha. Chúc mừng em đã mang về một dĩa cho bạn mình. Rồi, tạm biết. Em còn một dĩa. Ăn nữa phải không? Như vậy, ở trong đây, ngoài cái cây trái ớt hiểm này ra, còn một cây có trái ớt hiểm, trong đó còn một cây tiêu. Bây giờ không ăn nửa cây mà phải ăn hết nguyên cây luôn nha. Một lát mà ai mà thắng là phải bồi bổ rồi cho Hằng nha. Ăn nha, ăn hết nguyên cây nha. Rung tay quá anh. Bỏ đi. Cái mà chơi tử số vậy đó. Tôi cũng đâu biết đâu. Thôi em lỡ lấy cây thứ hai luôn. Rồi. Rồi đi. Ăn hết nguyên cây mới được về. Ăn hết đi em. Chúc mừng Phương Hằng, bạn đã mang về hai món. Một món đó là giò heo, một món đó là thịt bò, mang về cho hai người bạn của mình. Và chúc cho hai người bạn sẽ vượt qua thử thách của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chào, tạm biệt. Giỏi như em quá. Không cần phải tô son lại luôn á anh Minh. Nó đỏ rồi. Vì sao đỏ? Ớt. Ớt quá phải không? Thôi không sao đâu. Ê, của em thịt bò. Vì người hâm mộ. Này của em. Rồi, chúng ta vì người hâm mộ thì người hâm mộ sẽ yêu thương mình và vì mình. Rồi. Phương Hằng đã vượt qua thử thách rất là khó khăn để có hai nguyên vật liệu chính cho hai bạn. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ nỗ lực, quyết tâm và để cái tình cảm của mình vào đó với hai món ăn này nhé. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng nhé. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian nấu ăn của hai bạn. Xin mời. Bưng 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vừa kịp lúc luôn tráng. Rất là đẹp mắt, trông rất là ngon. Rồi, chúc mừng hai bạn, xin mời hai bạn trở về vị trí của mình ở bên kia. Món nuôi xào bò. Đây, trang trí 4 lát cà chua, 2 lát cà chua nhỏ. Đó, một ít salad, thấy chưa? Bò trơn, rồi có tương ớt này nọ. Cái này dễ tình yêu của em, đồ vô ha. Rồi, ngon lành. Còn bên đây. Trời ơi, đây cục giò heo hoành tráng luôn. Đó, còn có cả thịt nữa, thịt nạc nữa. Nhìn chung về cái tổng quan là rất là đẹp mắt đúng không? Dạ đúng. Rồi, xin mời em thưởng thức. Bây giờ chắc là em thử món bún giò heo trước nha.
em thì em quen chấm muối tiêu rồi, nhưng mà thật ra cái thịt này nên chấm nước mắm. Chấm nước mắm là ngon hơn. Dạ đúng rồi. Vậy thôi em chấm nước mắm nha. Người ta có nhiều sự ghi cho em thôi, của em làm như thế nào là chuyện của em, đúng chưa? Em ăn sao vừa khẩu vị của em thôi. Thịt rất là mềm luôn. Rất mềm luôn, rất ngon. Trời, em nói chung là em muốn ăn hết tô này luôn á. À em ơi, mình còn một dĩa kia nữa, em ăn hết tô này là no rồi, làm sao thử dĩa kia. Mình đi chuyển qua đây. Cái món này theo cảm quan của Minh Sù thì Minh Sù thấy là bạn làm cái nước dùng rất là đậm thanh, rất là thanh, rất là đậm đà. Đặc biệt hơn hết là không có bị quá là mỡ. Rất là hay. Thích hợp cho những nghệ sĩ cần giảm cân. Xin mời em món ăn thứ hai. Dạ rồi. Sao đi em, vô. Thì em nghĩ là tại vì chị đi quay nguyên ngày á, em nghĩ là thịt bò là cái dinh dưỡng nhất. Em đã sốt cà chua vô tại vì em nghĩ là cà chua là sẽ tốt và nó đẹp da nữa. Dù ăn em sẽ dùng ít thôi và em dùng nước cà chua là chính. Và bây giờ, sau khi chúng ta nêm nếm thưởng thức hai món ăn của hai bạn người chơi rất là dễ thương và cá tính ở đây, kết quả cuối cùng xin mời Phương Hằng. Thật ra mà nói là em rất là phân vân, tại vì khi mà đầu tiên là nhìn về cái gọi là hình thức á, thì hai món ăn đều rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt là bản thân em là sẽ không bao giờ làm được hai cái món này ở thời điểm hiện tại. Em đừng nhấn vào nữa. Chắc chắn là không rồi đó. Đó, thì nhưng mà khi mà em thử thì gọi là người ta nói là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10 anh. Ừ. Cái món bên đây của chị cũng rất ngon, một món bên đây cũng rất là ngon. Bây giờ em không biết là kết quả sẽ như thế nào. Không biết kết quả nhưng chúng ta cần biết kết quả. 3, 2, 1, quyết định. Người chiến thắng ngày hôm nay đó chính là... Món ăn mà em chọn là món của chị Kim. Chúc mừng. Bây giờ có cho em nói vài câu đính chính tại sao em không chọn món này đứng nhất không? Được chứ hả? Tại vì mời bạn. Xin mời bạn qua đây luôn. Khi mà em tham gia chương trình á và em cúp đầu thì em thấy rõ ràng là so giữa hai món thì rõ ràng em thích món nuôi xà bò hơn, tại vì em không hề biết ăn giò heo. Ừ. Nhưng mà ở đây mình có một cái độ công bằng là khi mà thử vào thì hầu như là từ thịt nạc của chị, đúng tại vì rồi. Mình ăn cái này bún có thể không ăn giò heo cũng được, nhưng mà từ cái thịt nạc tới cái vị của cái nước, mọi thứ nó đều rất là chuẩn luôn, nên là em rất là thích món này của chị. Món của bạn Huyền thì nói chung là cái bò nó hơi mặn tí xíu, chỉ bị lỗi chút xíu đó thôi. Dạ. Thế không sao cả, chúng ta vẫn có được một bữa ăn rất là ngon miệng ngày hôm nay và những cái cảm xúc rất là tuyệt vời nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn, ôm nhau một cái và xin được chúc mừng cho bạn Cao Kim. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn, ôm nhau một cái và xin được chúc mừng cho bạn Cao Kim. Cảm ơn. Tèn 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 5 triệu đồng giải nhất của chúng ta, xin mời Phương Hằng trao cho bạn Cao Kim. Em xin cảm ơn chương trình. Hả, không có, trao bên kia em, giữa giỡn thôi. Hằng giỡn cho bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn các bạn và xin được cảm ơn Phương Hằng rất là nhiều ngày hôm nay đã tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chúc cho Phương Hằng sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy, có thật là nhiều bộ phim thành công hơn nữa trong tương lai, và đặc biệt gia đình luôn luôn hạnh phúc nhé. Nói cái cảm ơn đi em. Em định nói rồi, em tưởng là anh quay qua chào khán giả giùm em luôn nói. Đó. Dạ em xin rất là cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao hôm nay đã cho em đến đây để gặp gỡ anh Minh cũng như là hai bạn chơi, gọi là dùng chúng là rất là hâm mộ Phương Hằng. Và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao của Phương Hằng từ đây tới giờ. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ phát sóng quen thuộc, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện đến đây xin khép lại. Chào tạm biệt mọi người nhé, tuần sau gặp lại nhau.